Xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lãn ra đây. Đến với lại video ngày hôm nay chúng ta mẹ, cứu tôi. Cái thanh niên này bộ tộc tay dài à? Đứng xa như thế rồi mà vẫn đấm trúng mình được. Quái thật chứ. Ok thì xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với video của mình nhá. Mới xuống là đã hẹo rồi, buồn thế. Đây đây đây, có địch này, có địch này. Rồi go. Cùng các bạn ơi. Hay quá. Đồng đội của mình number one các bạn. Mẹ. Chắc mình nghỉ game quá các bạn ơi. Được, anh ơi. Đợi xíu mình cầu vơi cho. Đến những kia đồng đội kia. Ừ, hay quá. Ngon rồi. Hôm nay mình chơi trận này nó cứ xui xui kiểu gì các bạn ơi. À, như kiểu là con game nó quay cả cái lưng lại với mình ấy. Đầu game thì mới vừa xuống cái bị thanh niên kia đấm bay đầu. Mà rõ ràng là mình đứng rất là xa nha các bạn nhá. Này có người này, có người này. Rồi, cùng rồi. Hôm nay cái mũi của mình nó lại đang bị sụt xịt các bạn. Đợt này thời tiết nó thay đổi thất thường quá nên là hay bị sụt xịt mũi ghê. Nên là anh em mà hay đi học hay đi ra đường thì cũng nhớ để ý nha. Tại vì đợt này thời tiết nó ba lông cốm lắm. Nên là mọi người nhớ là đeo khẩu trang vào với lại đội mũ vào nhá. Ra đường giờ này đúng tí nắng thôi là cảm đấy. Đây 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 đây. Còn nha. Trời ơi. Từ từ các bạn. Phải công nhận là hôm nay game nó cứ đường sao ấy nhỉ. Người đã mệt rồi, game lại còn mệt nữa. Hay thực sự là mình cũng bị lụng luôn rồi. Nào, hình như là bạn đang bắn mình. Nhưng mà mình nhớ đồ mình đã rồi. Thằng gì thì mấy hay để căng thế nhỉ. Đâu các bạn đâu? Đâu? Hình như là hẹo hết rồi. Đây vẫn còn đồng lắm rồi này. Nhưng mà thôi mình lụm lại đồ mình cái đã. Đây. Ok rồi đây. Trên đồi này đúng không? Đây để mình lên mình cover cho. Hết rồi đồ này các bạn. Hết chưa? Hết người luôn rồi à? Chưa kịp trả thù gì đã hết người rồi. À đây, cũng còn đấy. Đi anh em ơi. Rồi, bay đầu rồi. Parafarm này lập công. Bây giờ cứu cho. Vẫn còn nha. Ok, lưa. Rồi. Ngon lên. Rồi. Đóng dậy đi bạn. Nút đồ đi bạn. Đồ quá trời đồ đây này. Ô. Dưới còn à? Mấy thanh niên này chắc là mấy thanh niên ban nãy bắn mình đấy mà. Trượt đi đâu được. Rồi cùng coi. Qua luôn. Hay quá. Ui, bên kia bạn Alex cần mấy luôn rồi kìa. Ui. Đỉnh thế nhờ. Ôi, từng ấy đam không gục kìa. Rồi ok, cuối cùng thì cũng gục rồi. Châu chúng tôi này. Châu thì bắn lâu cũng chết. Ngon rồi các bạn, ngon rồi. Ok, bỏ ra luôn các bạn nha. Rồi. Có xe nha em ơi. Ok ạ, bắn mũi viên gục rồi kìa các bạn. Rồi ôi, kêu thua. Đồng đội mình chắc là sấy nãy giờ cũng khá là nhiều nhưng mà mình bắn nhẹ cover 2 viên thanh niên đến gục thì cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Mình đâu muốn thế đâu. Bên dưới còn người nha các bạn nha. Bên dưới gốc cây ấy. Nhưng mà tầm này sao mở góc để bắn vậy ạ? Khó quá. Xe nữa kìa. Rồi.
cái xe nào bạn? Hai người à? Đầu quỷ à? Ghê 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 ghê. Trời ơi. Cóc thực sự ạ. À. Tưởng có hai người tôi nhảy ra thế nào, bị bốn năm hướng bắn lận. Ý trời thật sự rồi. Này nó cứ xui xui kiểu gì ta? Mình có nên nghỉ game vài ngày không ta? Hôm qua vừa chê là game bắn toàn boss không, hôm nay vào toàn kiểu gì không ấy các bạn? Cay dã man à. Đây rồi, thanh niên này ba lông côm. Ở trước. Rồi gồng. Rồi. Còn không? Hết chưa? Ok. Vẫn còn cơ hội. Rút lại chút đồ cái. Này chắc là trận này sẽ bắn M1014 với lại SK nha. Chứ bắn cái chúng chặt hơi toang các bạn ơi. Mình tĩnh. Trời ơi. Mày có vẫn gục. Nó lag các bạn, nó lag. Không sao, kia vẫn là của mình thôi. Gạt giúp mình ơi. Đồng đội mình gục. Cảm ơn nha. Hay quá. Dưới này có người nữa này. Lẹ các bạn ơi, lẹ. Thanh niên này chạy gì mà chạy dài thế nhở? Rượt tú trên cổng trời xuống tận đây luôn các bạn này. Thanh niên này đi cấp chém không đây? Đông nha. Còn đông nha. Từ nha. Đấy. Bây giờ là phải chắc cú các bạn. Có kill là phải gạt liền. Đây có tiếng súng bên này nữa này. Nhà đúng không? Mình sẽ dùng cái cổng mình cộng lên luôn nhé. Thấy rồi, để mình. Ok, gục. Hồi phục với chúng tôi nhỉ. Dưới con người kìa. Ngay đây. Trời ơi. Nó bị lọt. Ngay chỗ cửa sổ ấy bạn ơi, đúng rồi tôi ơi, đúng không? Đúng rồi. Hay quá. Luôn. Con trận này êm hơn mấy cái trận trước rồi các bạn. Bị gì không bị, chưa bị thính đè là nhục lắm đấy các bạn. Hay. Trên nhà này có người này. Không phải các bạn. Bạn đang ngoài bo nha. Thanh niên ngoài bo này. Bắn nào. Bắn này. Bắn này. Mình xin cái đầu. Thế cho nó vuông. Ở ngoài bo mà lại đi bắn vào trong bo. Cái pha vừa rồi mà bạn ấy không thấy mình chắc là bạn ấy sẽ không bị lộ vị trí đâu. Mà bạn ấy không lộ vị trí thì chắc là bạn ấy vẫn sẽ sống đấy. Đau thế. Keo thì thôi. Ôi, Lia. Ôi, còn 12 người. Cũng càng phết đấy chứ không phải vừa đâu nha. Thôi, mình vào bo đây. Mình vẫn chưa hết cảm các bạn. Ôi căng. Tài nguyên ở đây. Từ nha, nội của tôi ơi, bình tĩnh nha. Rồi, gục. Rồi, xong. Trên xưởng cơ khí còn đông lắm ấy. Yếu một. Lại vẫn còn 12 người nhỉ? Được cứu nữa rồi à?
À đâu? Ờ đúng rồi. Hay quá. Có địch. Hy vọng là cái bo nó đừng về cái nóc xưởng là được. Chứ bo mà nó về cái nóc xưởng thì hơi thối đấy nha. Nhưng mà mình nghĩ chắc là bo sẽ không về nóc xưởng đâu các bạn. Bo sẽ về phía này thôi. Tại vì phía này nó cao mà. À, cái nóc xưởng nó cao hơn các bạn. Bo về. Mình cứ nghĩ là nó sẽ về cái địa hình đồi này nhưng mà không. Bo nó về đúng nóc xưởng luôn. Này lại đau đầu nữa rồi. Có địch. Ngoài bo có người, ngoài bo có người này đồng đội của tôi ơi. Được không? Được không? Phía sau có người này, phía trước có người này. Ai cho bạn cứu? Ai cho bạn cứu? Chơi mà chơi lủi xuống. Trộm quá. Dễ gì. Đấy. Cover nhẹ nhẹ như thế là quá ok rồi đúng không? Như vậy là chúng ta chỉ còn có 4 người nữa thôi. Đây rồi. Rồi. Xong. 3 người nữa. Anh em cứ đi bắn nhau đi, mình ở chỗ này mình canh cho máy bắn hàng cho. Kiểu gì mấy bạn ấy cũng bò vào đấy mà. Hay quá. Còn 2, còn 2. Các bạn cứ đi bắn nhau đi. Việc của mình cứ để mình canh cho. Đây. Ở đây thì chắc là không có thanh niên nào sẽ dám xuống cứu đâu. Mình biết là bây giờ sẽ có rất là nhiều xu, nhưng mà chắc là các bạn sẽ không dám vào cứu đâu. Hoặc là nếu như mà có bạn nào vào cứu là mình sẽ lụm luôn. Đây, lên đi anh em. Thấy rồi thì lên đi chứ. Ôi, hai ông ấy dí thế này thôi chứ. Ở trên kìa, ở trên kìa, ở trên kìa. Được. Hai ông ở trên hết kìa. Ai, từ từ mình sẽ đi ra xa xa một xíu, mình mở, mình lấy góc. Cũng dịch chuyển ở đây. Đây rồi. Rồi kìa. Bữa mới che thì cái đầu đồng đội mình lụm luôn. Được, nói chung là đồng đội mình trận này khá là ok các bạn. Rồi, thôi. Chắc là clip ngày hôm nay đến đây nha các bạn nhé. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha. Bye bye.